Nhà vệ sinh Juggernaut Astro là một trong những nhân vật lớn nhất được cập nhật. Cùng với kích thước khổng lồ của mình, hắn có một chiếc mũ bảo hiểm tương tự như sau, nhưng được sửa đổi nhiều hơn và có vẻ ngoài tổng thể nhọn hơn. Hắn cũng đeo một chiếc mặt nạ phòng độc đầy đe dọa với lỗ mắt đỏ rực, dường như đóng mở hơi giống mắt thật. Màu đỏ rực tương tự được nhìn thấy khắp cơ thể hắn. Hắn có hai cánh tay cực khí gắn ở hai bên, có kiểu dáng khác nhiều so với cánh tay có móng vuốt giam giữ của nhà vệ sinh Designer Astro. Cánh tay này có bốn ngón tay thay vì một cặp kẹp, nhưng lại ngắn hơn của người giam giữ. Điều đáng chú ý nhất ở cánh tay là ánh sáng đỏ đáng ngại phát ra từ giữa các ngón tay cực khí của hắn, cùng với những tia điện lóe lên xung quanh hắn ta. Trên cánh tay trái có một lá chắn năng lượng hình lục giác, và hơn nữa có một số loại vũ khí được đảm bảo bên dưới và bên ngoài của nhà vệ sinh, có lẽ phục vụ mục đích tương tự như nhà vệ sinh Asalai Astro. Hắn hiện là một trong những nhân vật mạnh nhất, nếu không muốn nói là mạnh nhất trong truyện, dễ dàng vượt qua Z-Man Skidabi Toilet 4.0. Về khả năng chiến đấu, nhà vệ sinh Juggernaut Astro sử dụng pháo sóng xung kích của mình để phát ra sóng âm mạnh mẽ. Hắn ta cũng sử dụng lá chắn năng lượng hình lục giác để bảo vệ bản thân, giống như những gì mà Titan Cameraman và Z-Man Skibidi Toilet làm. Về hiệu quả chiến trường là rất cao, đây dường như là vũ khí chính của hắn ta. Một khẩu pháo rất tiên tiến, bắn ra những viên đạn lớn màu đỏ, dường như là quá mạnh. Những viên đạn này có thể hạ gục và làm choáng kẻ thù bằng sóng âm tầm xa nếu Astro bắn trượt mục tiêu. Khiên ba chiều màu đỏ, hiệu quả chiến trường là cực kỳ cao. Tấm chắn ba chiều màu đỏ có hình chữ nhật và được chia thành nhiều phần hình lục giác. Nó phục vụ một chức năng rõ ràng, nó cho phép nhân vật tự bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công tầm xa và trực diện từ kẻ thù. Nó được cho là chiếc khiên bền nhất trong dòng cho đến nay. Về tháp pháo bụng, hiệu quả chiến trường là ở mức trung bình. Cho đến nay, khẩu pháo ở phía bụng của nhà vệ sinh Juggernaut Astro chưa bao giờ được nhìn thấy hoạt động. Do kích thước nhỏ nên có thể cho rằng tháp pháo ít gây sát thương. Nó có khả năng bắn ra một viên đạn giống như súng, mặc dù nó có thể có chức năng tương tự như khẩu pháo bụng của Asalai Astro Toilet. Nhà vệ sinh này là nhà vệ sinh thứ tư trong series, có khả năng di chuyển với tốc độ cực nhanh. Và nhà vệ sinh Juggernaut Astro là một trong số ít nhân vật sử dụng lá chắn năng lượng. Nhân vật đầu tiên là người quay phim Titan nâng cấp tinh tế, và nhân vật thứ hai là Z-Toilet. Và chiếc khiên của hắn có vẻ mạnh hơn những chiếc khiên khác vì màu của nó đậm hơn ở phần cuối, và đây là chiếc khiên duy nhất được phân đoạn. Nhà vệ sinh Juggernaut Astro mạnh hơn nhà vệ sinh Astro Designer. Anh ta có thể nạp năng lượng trực tiếp thông qua chiếc khiên năng lượng của mình.